Cô Guina tới rồi thưa ngài. Xin chào ông. Alo mẹ. Người mời con tới ăn tối chính là ngài Buôn Xuẩn đó. Ngài Buôn Xuẩn? Ngài Buôn Xuẩn? Ôi trời ơi, Guina, Guina, con có thể an tâm được rồi đó. Con không cần phải lo lắng gì nữa đâu. Ngài Buôn Xuẩn đó hả? Ngài ấy chỉ có một điều không hay, đó là ngài ấy mắc kém đi lấy xuẩn bà pha. Ngoài ra thì không có một điểm nào để đáng chê trách hết. Ông ấy là người đàn ông tốt nhất, mẹ đảm bảo với con đó.